Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xem Đam Mê, có địa chỉ tại số 175 đường Định Thành phố Hải Dương. Và ngày hôm nay Phúc Video lại được ngồi trên một cái ngân biệt thự gần 10 tỷ. Vâng, sướng, đương nhiên là nó đã rồi. Vâng, nhưng các bác yên tâm, ngày hôm nay các bác bỏ ra còn lâu đến 1 tỷ nhé. Vâng, đó là sưu tầm. Vậy thưa ông chủ, cái ghế chủ tịch thì nó sao? Đầu tiên, một nút ấn thôi, màn hình giải trí, xem phim, nghe nhạc và tất cả chương trình giải trí cho những ông chủ. Và điều hòa 4 vùng độc lập, có nghĩa là đây là vùng một vùng. Tôi có thể tự chỉnh được, không liên quan đến ông đằng trước, không liên quan đến ông bên cạnh các bác nhé. Đây nè, nhiệt độ khác nhau. Đó, cửa gió điều hòa, rất mới luôn nhé. Cái thứ hai bên cạnh này cũng có cửa gió điều hòa này. Đó, và màn hình thì các bác nhìn này, siêu lét. Giải trí, DVD, xem hình rồi tất cả cài đặt cho xe. Nói chung là không thiếu một cái gì. Và bên cạnh kia, vâng, ông bạn tôi mà ông ấy đang ngủ, không muốn đánh thức ông dậy mà ông hơi bị lắng, thì tôi có thể làm cái gì? Nên rèm che lắng cho ông này, được chưa? Hoặc là xuống rèm che lắng cho ông ấy. Đó. Và thậm chí là muốn hưởng cái không khí ngoài trời, tôi cũng có thể xuống cả kính cho ông ấy luôn. Tuyệt vời chưa các bác? Đó là những tình bạn thật là tuyệt vời, sẵn sàng mang những cái điều tốt đẹp đến cho nhau. Nhưng đặc biệt chiếc xe này thì nó là người bạn mang còn hơn như thế các bác ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh, phía trước và phía sau có gương soi. Đấy, khi một thời tiết mát như thế này thì mở ra lắng, chúng ta đóng lại. Đó, đây, chúng ta che nó lại, được chưa? Tuyệt vời chưa các bác? Nó còn hơn những người bạn của chúng ta nhiều. Đó. Và đặc biệt đằng sau thì sao? Đấy, thì đây, các bác vẫn thấy rằng ông chủ được bảo vệ một cách tuyệt đối, rèm che lắng. Đây, đưa rèm che lắng đằng sau là rèm điện, tất cả trơn tru như mới, được chưa? Vâng. Và đặc biệt đây nữa, các bác nhìn cái tựa đầu, tôi có thể ngả được cái tựa đầu này xuống. Đây là cái tựa đầu này, gấp nó xuống, được chưa? Ngả nó lên, đó là cái tựa đầu. Và cái ghế này, tư thế ngồi này nó đã quá thoải mái rồi, nhưng mà mình mất tiền mà, thì nói thật với các bác là phải sung sướng hơn nữa. Thì chúng ta ngồi đây có thể chỉnh được cái ghế, đưa lên để chúng ta tạo lên một cái giường ngủ để chúng ta nghỉ ngơi thế này đây ạ. Và chúng ta làm nghỉ ngơi, còn xe thì cứ băng băng trên đường, nó êm ru bởi vì hệ thống treo, hệ thống cách âm chống ồn, và đặc biệt là treo khi nén các bạn. Nó êm, nó cảm mới chỉ có vút trên mặt đường thôi. Nó sướng lắm. Đúng là tiền nào thì của ấy. Và tôi đưa cái vị trí này về đấy, ban đầu. Và các bác có thể thấy ngay đấy, ghế, 4 ghế đều được chỉnh điện này đấy, chỉnh điện trên tâm đi này. Tất cả chỉnh rèm, chỉnh kính này. Và hệ thống loa Harman Kardon cực kỳ là hay và xịn sò này. Màn hình giải trí này, cửa sổ lock này. Và cái này thì đương nhiên là cả đèn trần nhá, đèn bên cạnh này các bác này. Đó. Và bệ tì tay này, cực kỳ xịn sò này. Trong này có thể để được đồ này. Đó, đây nhá. Trong này các bác có thể để được đồ hoặc điện thoại. Và ở đây thì ấn một cái là để được 2 cốc nước. Mà nhất là ông chủ thì phải uống sâm banh chứ làm gì uống nước nữa. Đó, nó vô cùng tuyệt vời. Và con này tất cả là xịn sò nhá, còn nguyên zin nguyên bản. Đó. Và chúng ta đóng cửa thì đóng nhẹ thôi các bác ạ, vì nó là 4-5 cửa hít. Đó, 5 cửa hít nhá. Vậy thì chúng ta đóng nhẹ thôi. Vào đây. Đóng nhẹ thôi, đặt nhẹ vào cái nó hít vào ngay các bác này. Nó hít vào ngay. Đó. Và các bác, đây là tôi đặt ở chế độ chạy đường trường để nó êm nhất. Còn nếu các bác đi vào một cái cung đường mà nó gồ ghề, nó sóc, chúng ta muốn nâng gầm lên thì xin mời máy quay hãy đến gần đây để tôi thể hiện cái chế độ nâng gầm để gầm nó cao nhất có thể cho các anh chị. Đấy, nó tiền nó nhiều nó phải như thế. Nó đã. Đây các bác nhá, chế độ nâng gầm bắt đầu kích hoạt. Thì các bác có thể thấy là xe tự động bơm. Và các bác để ý nhá, gầm này. Đó, bắt đầu bơm. Và nó sẽ đưa lên ngay. Đó, bắt đầu bơm gầm để nâng cái này lên. Đấy. Tôi cũng muốn để cho các anh chị thấy là tất cả cái chức năng nó còn hoạt động như mới. Đó.
gầm đang lưng rất là cao này. Đấy các bác, đưa máy sáp vào đây thì mình thấy được. Đó, được chưa? Đó, nó lưng rất là nhanh, đúng không ạ? Và chế độ lưng gầm chưa hết đâu, nó lưng rất cao các anh chị nhá. Nó ngổng hẳn lên cơ, để chúng ta chạy đường sóc nó không chạm gầm. Tuyệt vời chưa? Thì đó là những cái vị trí của ông chủ và những cái gì là sung sướng nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể bước vào đây. Đấy, bước vào đây để chúng ta xem cái vị trí của người làm thuê. Và tôi vừa đóng ông chủ rồi thì đương nhiên bây giờ tôi lại tiếp tục phải vào vai người làm thuê. Có nghĩa là tôi vừa diễn viên và vừa đạo diễn các bác ạ. Và đây, tam lô tam ly, nguyên zin nguyên bản. Đây, quay này, máy quay này. Đấy. Và chi tiết ốp gỗ này, tất cả cửa lái và cửa phụ, ba vị trí như ghế này, được chưa ạ? Và tất cả nhiều chế độ, nói chung là không có gì. Loa Harman Kardon cực kỳ hay. Và chúng ta bước vào đây. Ôi giời ơi, phải nói là làm thuê cho chủ tịch tập đoàn cũng sướng cơ, cầm lái gỗ và da, cầm vuốt tay mắt lạnh tay luôn các bác ạ. Đấy, gãy số vô lăng, ga tự động cruise control. Đấy, và vô lăng cũng chỉnh điện luôn. Đây, chỉnh điện luôn các bác này. Đó, được chưa? Và số là số điện, chỉ cần gãy trên đây thôi. Đấy, chứ không có củ số đâu các bác ạ. Đó, cực kỳ nhẹ, cần một ngón tay thôi điều khiển cả một con khổng long này. Một ngón tay thôi các bác ạ, điều khiển cả một con khổng long này luôn. Tất cả ghế nguyên zin nguyên bản, ngồi rất sướng và đã luôn, chả biết nói như thế nào cả. Đấy. Và khi chúng ta vào cua thì đặc biệt cái má ghế này nó sẽ ép sườn cho chúng ta, để giữ sườn, để các bác không nắc cái này, không nắc cái này, nó sẽ bó sườn lại. Và chế độ an toàn và dàn âm thanh thì nó hay, ối giời ơi rồi, nó trung miệng ép mà. Và các bác có thể thấy rằng tất cả chi tiết của xe này, đấy, nó còn đẹp như này, đèn auto này, phanh tay điện tử này. Đó, và bước sang kia thì mới thấy được. Và các bác nhìn cái bản tam ly bên ghế phụ thôi, cũng có ba vị trí như ghế, và ghế toàn bộ chỉnh điện. Tuyệt vời chưa? Loa Harman Kardon, một cái thương hiệu hàng đầu thế giới dành cho xe sang. Đó, con này nó nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Đấy. Và cái ghế này, cái tựa đầu này cũng có thể hạ lưng lên hạ xuống được. Thì tôi ngồi bên đây, tôi chỉnh bên đây. Đấy, hoặc là đó, bạn may quay bạn sẽ chỉnh cho các bác nhé, lưng lên hạ xuống được. Đó, và chỉnh rất nhiều hướng, nói chung là nó rất nhiều hướng, nó chả thiếu cái gì cả. Đó, thôi được rồi. Đấy, có thể nó đẩy cả cái này ra nữa, rất nhiều cái hay. Và đây, các bác nhìn cái bản trung tâm. Những cái xe này thì phải tuyển chọn rất là kỹ rồi. Đây, còn mới tinh như này. Dù sao một chiếc xe lên gần chục tỷ thì chủ nhân đi cũng giữ. Đây, đồng hồ danh nhân, cửa gió điều hòa. Và đằng trước này cũng hai vùng đồng nập, và dưới này thì có ổ 6 đĩa CD để chúng ta vừa DVD vừa CD để chúng ta nghe nhạc. Và đây thì có chế độ lưng hạ gầm này. À, chế độ đây, cảm biến cảnh báo va chạm 4 quanh xe này. Và đây nữa là chế độ giảm sóc cứng, giảm sóc mềm, sport. Màn hình. Đấy. Đương nhiên. Đấy, phải cam nồi cực LED rồi. Đó, và bấm B cái là xong. Và có 3 chế độ vận hành C, M và S. Và đây là chuyển đĩa và chuyển radio. Bên này là tăng giảm âm lượng, tắt màn hình. Và bên này là có rèm, rèm điện đằng sau. Đấy. Và cái này thì cửa lóc đằng trước luôn. Đấy, tuyệt vời. Và chúng ta có thể đưa rèm vào. Nói chung là vị trí nào chúng ta cũng có thể chỉnh được. Nó rất là hay. Đó, nó rất là hay các anh chị nhé. Và con này để mà độ mới của nó thì chả có gì phải nói cả. Số làm điện này, đề lỗ thông minh này, đó, bản trung tâm này, nó rất mới và đẹp luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải bước xuống dưới đi. Nội thất như thế là quá đủ rồi, đã quá đủ phê rồi. Và chạy chiếc xe này thì sướng. Và cái xe này thì nó cũng ngắn, và ngắn thôi, nó rơi vào khoảng hơn 5 mét. Hơn 5 mét. À, cũng chả giấu gì các bác, đây là một con S500 của bác chủ là tổng giám đốc tập đoàn Đệm Kim Đan Hải Phòng. Phải nói là các bác nào bây giờ mua được cái biển này này 00686 mà về tên, đặc biệt là Hải Phòng giữ được cái biển này mà làm cái chương trình định danh biển, thì giữ được cái biển này trọn đời, rất là đẹp. 00686 cái biển này mà định danh thì nó lên vài trăm triệu luôn. Đó. Đây là một chiếc S500. Các bác nhìn là phần đèn này.
bao cho các bác con này là xuất sắc với riêng cân bản, không có con thứ hai đâu các bác ạ. Lâu lâu em mới thửa được một con đẹp như này thì lại lên sóng cho các bác nhé. Đấy, dải đèn đằng sau thì nó full nét hết rồi, và tôi thử phanh lên một chút nữa xem nào, xem là nó ok hay không các bác. Đấy, phanh lên chút nữa nhé để các bác ngắm nhé. Còn S500 chạy thì nó quá phê rồi. Và các bác đương nhiên là bước xuống từ chiếc xe này thì chúng ta phải là ông chủ tập đoàn rồi. Và đương nhiên là ông chủ tập đoàn rồi, chứ người thường thì không thể có bỏ ra gần chục tỷ để sở hữu cái mẫu xe này được. Đấy, 4 cửa hít và cốp điện cũng là hít hết. Đấy, cốp này cũng là hít hết các anh chị nhá, và cốp điện nhá. Đó, đây nè. Đấy, cốp điện này. Bên trong cốp thì quá rộng rồi. Đấy, quá rộng rồi. Và ở đây thì cái nỉ của nó quá xịn sò rồi. Đấy, cái ngôi biệt thự mà các bác xây gần chục tỷ thì đảm bảo với các bác rằng cốp này hít nhé, thì nó đã quá xịn sò rồi. Và nhưng mà nó to một cách cồng kềnh, nhưng đây một chiếc xe nó nhỏ gọn như này mà đút vào gần chục tỷ thì các bác phải hiểu rằng tất cả các vật liệu trên chiếc xe này là phải cao cấp hàng đầu thế giới. Các bác hãy ngắm đi, đó, ngắm đi, nhìn chiếc xe nó phê không, xe màu đen, máy đang nổ mà sao nó êm lên thế. 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao thì đương nhiên rồi đó. Và 4 phanh đĩa hiệu suất cao thì đương nhiên rồi. Và các bác nhìn tổng thành chiếc xe, nó quá phê, nó quá dài và nó quá đã. Chạy con này nó chỉ hơi nhùng nhìn thôi. Hệ thống treo khi nén nó rất là êm. Đấy, có thể là bơm lưng hạ gầm được các anh chị nhé. Và đèn thì nó trang bị dải đèn LED vị ban ngày và 2 đèn bi siêu sáng. Và các bác nhìn cho em, trong như pha lê đó, trong như pha lê luôn. Đấy. Và cái mặt ga đăng gò mẹt rất là sang, qua thời gian đúng là vật liệu cao cấp bao nhiêu năm rồi, nó chả xuống cấp gì cả, nó không có chút gì xuống cấp cả. Rửa đèn và cảnh báo va chạm bốn quanh xe. Về cái tính năng và chế độ an toàn thì chúng ta phải dành nửa ngày để nói về chiếc xe Mercedes này thì mới hết được cái giá trị của nó. Khi càng khám phá chiếc Mercedes này, càng đi thì càng thấy là nó, mỗi ngày nó phát hiện ra một cái hay đó, chứ không phải một cái dở, vì có rất nhiều cái điều thú vị trên chiếc xe này mà chúng ta cần phải khám phá các bác ạ. Các bác nhìn cái củ phanh cho em để nói lên giá trị và chất lượng của chiếc xe. Con này thích thì độ la răng lên các bác nhé, độ la răng lên cho nó đẹp. Đấy, cái củ phanh nó còn đẹp như thế, rồi còn ốc trắng tinh. Và đương nhiên là đèn tích hợp bát rẽ trên gương, cảm biến khóa mở cửa cả 4 cánh. Đấy, và cái này thì nó chả thiếu cái gì rồi. Wow. Đó. Đó, tất cả là full nét rồi các bác nhé. Đấy, các bác ngắm một lần nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ đi ngay xuống phần gầm của chiếc xe. Đây là một chiếc S500 được sản xuất năm 2010, nhập nguyên chiếc từ Đức. Đấy, xe của một bác chủ thì tôi đã nói rồi. Đấy, các bác có thể thấy ngày xưa đúng là chỉ những ông chủ thực sự là giàu có và đắt đỏ đi những căn biệt thự lên đến ở những căn biệt thự lên đến hàng trăm tỷ thì mới có một cái sản phẩm lên đến gần chục tỷ, đúng không ạ? Gần chục tỷ cho anh chị đó. Vậy thì nó có xứng đáng hay không với giá ngày hôm nay? Rất yêu nha các bác nhé, nguyên zin nguyên bản luôn. Quay một vòng và đi vào khoang động cơ đó, sau đó đi phần gầm. Và cái giá thì tôi cũng nói luôn để các bác có này là đam mê xe chiếc S500 này thì xe đam mê đang chào bán chiếc xe này với giá cực kỳ yêu thương, đó là 850 triệu đồng một chiếc S500 được sản xuất năm 2010 còn nguyên zin nguyên bản đó. Và tôi cho các bác nghe khoang động cơ luôn để thấy nó êm như thế nào. Và bây giờ thì xin mời các bác cứ ngắm đi và chúng ta bước vào khoang động cơ luôn nhé. Vâng, bước luôn vào khoang động cơ. Và máy thì tôi cũng cứ để lỗ nhé. Đấy, máy thì tôi cũng cứ để lỗ để các bác có thể thấy được chất lượng chiếc xe nó như thế nào. Đấy, các bác nhớ nhé, rút này ra là xong này, rút hai lần là xong này, đưa lên nắp capo thì nó khủng khiếp rồi. Và máy nó êm như thế này, máy mốc meo nguyên zin nguyên bản luôn, con máy nó êm, đang lỗ nhá. Máy này. Đấy, các bác zin bản nguyên bản luôn này. Từ dàn cò luôn nhá. Zin từ dàn cò luôn. Đấy. Đấy, zin tất tật tật luôn. Đấy, máy đang nổ đây, nhìn này. Các bác ghé tai về thì mới nghe cái máy này nó lỗ thôi. Con này nó êm nhất trong lịch sử S500. Khẳng định các anh chị luôn. Đấy, máy V8. Vâng, máy V8 các bác ạ. Và cái lắp capo thì nó to khủng khiếp, và đóng xuống thì nó dầm một cái như một tấm thép. Như một tấm thép. Đó. Nó có xứng đáng không các anh chị?
850 triệu thay vì 8 tỷ đồng. Vậy thì bây giờ nó chỉ còn giá trị là 10% giá trị chiếc xe như mới thôi. Đấy, và còn nguyên zin nguyên bản, cam kết cho bác không đâm xô, không thủy kích ngập nước, máy số nguyên zin nguyên bản và tất cả các chức năng hoạt động như mới, xe vận hành rất êm ái, gầm bệ chắc các bác nhé. Vậy thì các bác nào quan tâm, bây giờ chúng ta hãy dành một chút ít thời gian để đi xuống phần gầm kiểm chứng chiếc S500 được sản xuất 2010 nhập Đức này. Vâng, thank you tất cả mọi người, xin mời các bác. Vâng, lợi ích chúng ta quay phần gầm thì nó có giá trị như thế nào? Đầu tiên là thể hiện một chiếc xe chất lượng. Đấy, đúng không ạ? Đây các bác này, thì các bác chất lượng không, các bác xem từ cái phần nhựa này. Đấy, nó không bị gãy vỡ, chứng tỏ là phần nhựa là phần nhạy cảm nhất, nhưng mà nó không bị gãy vỡ thì chứng tỏ nó không va chạm. Đó, nó rất dễ bị tổn thương các bác ạ. Đây, máy con này thì xuất sắc này. Khô rong là từ cái tem này. Các bác nhìn này, kiếm được con như thế này là khó này, đời này. Đấy. Hệ thống treo càng toàn bộ là hợp kim, rất là to, cộng hưởng mới lại treo khi nén thì nó chắc chắn và êm. Tại sao đi những chiếc xe sang như thế này nó lại êm du, nó có lý do các bác nhé. Thì các bác phải xem được cái phần gầm đây này. Đấy, to đùng này, hợp kim hết nhé, không han không dỉ. Đấy, và hệ thống treo khi nén các bác này. Đấy, treo khi nén này, toàn bộ là treo khi nén trên này nhé. Đó, con này thì nó quá là tuyệt vời rồi, rất là hiếm. Đấy, và nhiều anh chị hỏi tại sao mà cái gầm xe mẹt nó cứ sáng, thì cũng xin chia sẻ với anh chị là nó tạo lên bởi những vật liệu không han không dỉ. Đấy, vật liệu không han không dỉ, ví dụ như ông bô vật liệu không gian han không dỉ, để logo thương hiệu của mẹt zin hết nhé, 100 năm nó cứ như này thôi. Và nó tạo lên nhiều cái độ lớp cách âm chống ồn này này. Tại sao đi xe nó không bị rội gầm, không bị có tiếng ồn, thì đó là những cái lý do. Đấy, đắt tiền, đúng là tiền ảo của ấy các bác ạ. Phê, nhìn cái bồ thôi cũng yêu. Và nó vững chắc bởi vì nó tạo lên, ngoài vật liệu cao cấp thì những cái vật liệu người ta làm nó rất là to bản. Đấy, hệ thống treo này, treo đa điểm rồi, cộng với treo khi nén các bác nhé. Đấy, này, rất ok, tem mác còn hết. Đấy, đây này, những cái thanh càng này các bác này, khủng khiếp nhé. Đấy, nó mãm bám màu vàng là mãm bám đất cát nhé. Đấy, rửa đi là sạch thôi, bô này. Đấy, không bao giờ han dị được cái chuyện. Đấy, đây, cái càng này, các bác nhìn cho em này. Như thế này tại sao nó không chắc, không khỏe. Đấy, không an toàn, đúng không ạ? Nó quá tuyệt vời. Nó một từ là nó quá tuyệt vời, những càng này. Đấy, ok, zin hết các bác ạ. Đây, nhưng rằng sau này các bác nhìn là rằng cũng hợp kim nhé. Đấy, chuẩn men, không va chạm. Đó, không va chạm các bác nhé. Đó, thank you tất cả mọi người. Đó là những cái giá trị của những chiếc xe chất lượng đã qua sử dụng. Và chúng ta phải xem được cái phần gầm như thế này thì chúng ta sẽ an toàn về chất lượng. Đấy, thank you tất cả mọi người.